Cái này cái hàng này là cái cò đẻo nên là nó dễ cứ cò lắm. Cái cò xịn hơn là cái khóe này, nó sâu hơn là nó kẹp cái này rất là ngon. Khóe này nè. Đây là cái hàng ông anh ông mượn của ai? Của ông khác ở trong xóm. Chứ không phải hàng bên kênh mình nha anh em. Cũng là cây VIP 10. Tay tay nè, nắm cái này lại anh nè. Nó xéo. Tháo cái này ra, tháo cái này. Ra thôi. Đâu đúng rồi. Đó, sợ nó ra. Đó, một vòng nữa. Cái này dễ cước, dễ thao tác hơn. Dây dù. Cước lên ngón đó này. Cước lên ngón. Cái dây dù nữa. Bạn là gì? Này cái dù dù nó bung cùng xước. Này cái dù dù nó bung cùng xước. Này cái cò này. Cò này là cò đẻo nên nó mới cướp. Tại vì cái khóe đó nó cạn quá nên là cái ở dưới này nè, cái cò chốt cái nó tự trả vô cái chốt. Mà cái khóe này nó cạn quá nè, nó chưa ở dưới này cái nó chưa gài vô cái chốt. Nó phải gài sâu nó mới chắc. Ôi, ghê quá anh ơi. Không được, được. Cái dây này là phải để hẳn lên đây. Rồi, anh kéo cái này cho nó. Đó, rồi, bật lại cái thôi. Rồi. Cái hộp đeo chật chật coi chật ở đâu, từ từ coi. Chật mấy phân á? Chật hai ba phân sát bên, đường dây đi sát bên này nè. Trời ơi, đường dây đi sát bên rồi. Rồi nó lúc mất mũi tên luôn à. Đây bà con. Cực kỳ mạnh luôn á. Đấy. Cả mà chỉnh đi luôn chết. Này mà có gặp mà ao nào mà có cái trống lớn mà cái dây này xài chịu không nổi. Xong bắn xài cho chạy luôn. Bắn xong xài chạy luôn hả? Ờ, xài anh chạy khi nào chịt, khi nào cho nó liệt lên đôi lên chứ. Áo trong này cả 5kg. Phải, gió biết sao không? Lùi một thôi nhờ rơi tay liệt thế này. Lùi mà lùi đưa cái rưỡi. Lùi tre lùm đồ lùm cây. Thôi nhé, ừ. Nhiều khi anh mệt quá là bắn không được đâu. Thở mạnh nhé. Ừ, thở mạnh đúng không? Thở mạnh không thể gì, đúng không? Tâm xa còn 15 mét. Cần thủ không? Ba chê. Đâu? Rồi, trúng rồi. Trúng rồi. Nó khỏe hơn thôi. Hả? Tại vì bắn trúng cái không mình bịt liên này, tại cái khi mình bật cò tại không mình bịt liên này. Ok. Quá là giáp tiếp. Cứ ngắt luôn. Xu lắm. Má phải đường chưa? Mất luôn cái hả? Ôi. Mất mũi tên kinh thật. Quá đỉnh. Đừng để nó có sẹo cái sợi dây là nó đứt anh. Nói chung thì bắn không được. Nói chung cây này bắn ngon rồi. Nói chung không phải cây này hay cây nào mà cái dạng dây này là nó chuẩn. Dây này dễ bắn hơn. Dây này dễ bắn. Mà cái lực con đốc thì đơn giản. Không, cái dây này là dây 1.2 anh nè. Dây này dây 1.2 nè. Mấy shop nó bán bây giờ mà anh mua mấy shop khác nó có 1 ly à. Này, anh em mới cũng được chỉ nè. Có được một hai kênh có cái dây dày này chứ, thôi chứ nọ cái dây này là dây cái thằng này em đặt nó quấn thủ công mà nhân viên nó quấn thủ công. Dây này thì về tự chế nha anh em, có cái da thì anh em cắt cái da ra, mua đoạn dây là anh em quấn vô thôi, rất dễ luôn. Dù là được mà. Dễ ăn. Anh em mình đi kiếm cái hồ nào quất đi. Rồi, tiếp tục. Ừ, tiếp tục.